Xin kính chào các anh chị và các bạn K1 Visa. Sau khi đến Mỹ thì tụi Vân có nhờ luật sư Mỹ làm thẻ xanh 2 năm cho Vân. Hôm nay Vân xin được chia sẻ những cái giấy tờ mà họ yêu cầu cho cái bộ hồ sơ này. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Thưa các bạn, sau khi mà mình đã có cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Certificate of Marriage, thì mình có thể apply xin thẻ xanh 2 năm. Các anh chị và các bạn cũng có thể làm số an sinh xã hội Social Security Number trước khi là mình apply thẻ xanh. Khi mà mình có cái số an sinh xã hội rồi thì mình có thể làm những cái giấy tờ như là mở một cái tài khoản ngân hàng riêng hoặc thậm chí là làm một cái thẻ ngân hàng phụ từ cái tài khoản chính của vợ chồng mình. Thì người ta cũng hỏi số an sinh xã hội. Social Security Number. Cũng xin lưu ý các anh chị và các bạn là mình nên canh cái thời gian mà khai thuế hàng năm đó, vì là họ sẽ hỏi số an sinh xã hội để tính là người phụ thuộc thì có khi là mình được hoàn thuế. Nếu như mình chưa có số an sinh xã hội thì mình phải có TIN. TIN là từ viết tắt của từ Tax Identification Number. Trong trường hợp của Vân thì luật sư họ làm luôn cho mình số an sinh xã hội miễn phí, cho nên là Vân đã nhờ họ. Vân thì Vân không làm ID riêng, vì là sau này Vân sẽ lấy bằng lái xe, thì bằng lái xe đã là một cái loại ID rồi. Cũng xin nhắc các anh chị và các bạn là đừng quên in cái I-94 ra nhé. Sau đây là những cái khoản mục giấy tờ mà luật sư đã yêu cầu Vân cung cấp. I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. Thứ nhất thì đương nhiên là passport rồi. Vì trong cái passport của mình là họ đã dán cái visa ở trong đó. Thì các bạn cứ mang theo thôi. Luật sư họ sẽ scan visa cũng như là những cái trang passport cần thiết. Một bản khai sinh của mình có dịch thuật. Vân có hỏi luật sư là có cần cái phiếu lý lịch tư pháp số 2 hay không, vì Vân đã làm dư một bản khi ở Việt Nam. Vân cầm theo, khi mà đi phỏng vấn thì họ đã thu của mình cái bản chính rồi, cho nên là Vân yêu cầu thêm một bản ngay ở cái chỗ mà Vân làm lý lịch tư pháp số 2 đó. Nhưng mà hỏi luật sư thì luật sư nói là không có cần. Thì chắc là tại vì lý lịch tư pháp của mình rất là sạch sẽ, không có tiền án, tiền sự gì, cho nên là họ không có cần thu cái giấy đó. Thứ hai, luật sư yêu cầu Vân cung cấp một cái tấm hình 5x5 hình thẻ và được chụp trong vòng một tháng gần nhất. Thì các bạn có thể đến OneRing để chụp cái ảnh thẻ này. Đây là cái ảnh thẻ của Vân. Và cũng xin nhắc với các anh chị, các bạn là tiền phí cho một tấm ảnh là khoảng 7 đô la. Xin lưu ý với các bạn là cũng đừng có yêu cầu nhiều bản, vì là không có rẻ như ở Việt Nam đâu ạ. Cứ 7 đô la một tấm ảnh mà nhân lên, cho nên là nếu mình cần bao nhiêu thì mình in bấy nhiêu thôi, chứ đừng in thừa. Mục thứ ba là cái mục quan trọng đây và cần phải chuẩn bị trước đó. Luật sư Mỹ của Vân là gom hết những cái giấy tờ mà có tên chung của hai người. Tụi Vân là đi thuê căn hộ, cho nên là tụi Vân có cái giấy mà ở trên đó Vân thấy có chữ là Roommate Addition Addendum. Thì để có được cái giấy này là tụi Vân đăng ký ở chỗ Leasing Office đó, thì phí hết hơn 100 đô la. Ở đây chỉ có tính cách tham khảo thôi, vì là tùy cái tình trạng căn hộ và cái nhà mà mình thuê thì người ta sẽ làm cho mình cái chìa khóa riêng và để tên chung của hai người đó. Tiếp đến là anh nhà mình có đăng ký cho Vân có mua bảo hiểm y tế ở công ty mà anh ấy làm. Thì họ cũng có hỏi Social Security Number, nhưng mà mình hẹn lại họ thì họ cũng chịu. Và nếu như các bạn có tài khoản ngân hàng chung với lại vợ chồng thì cũng nên mang theo. Tiếp theo là một số cái hình ảnh mà sau khi mình đến Mỹ. Mẹ chồng mình thì có làm một cái buổi tiệc gia đình nho nhỏ để chào đón Vân mới qua. Vân lựa chọn ra một vài cái tiêu biểu rồi cung cấp cho luật sư.
Theo quan điểm cá nhân của Vân thì mình nên tập trung vào những cái hình ảnh mà ở bên phía cái người bảo lãnh mình hơn là bên phía gia đình của bên nhà mình. Thì Vân có nhận được những cái tấm thiệp từ phía gia đình của anh ấy, đó là những cái thiệp chúc mừng hai người đã kết hôn. Những cái hình ảnh này á thì luật sư chỉ yêu cầu là mình gửi qua email cho họ thôi. Còn những cái tấm thiệp thì Vân chụp những cái mặt mà có chữ viết á, rồi mình gửi email cho họ là được rồi, chứ không có cần phải in ra. Các anh chị và các bạn đừng quên check lại với luật sư, làm hồ sơ cho mình cái giấy work permit và travel document nhé. Tiếng Anh gọi là I-765 Application for Employment Authorization. I-131 Application for Travel Document. Nếu như các bạn làm cái work permit và cái travel document đồng thời với khi mà các bạn nộp hồ sơ xin thẻ xanh 2 năm thì các bạn sẽ không mất một cái khoản phí là hơn $400. Nếu như các bạn làm riêng hai cái giấy tờ này thì sẽ phải nộp cái khoản tiền đó cho chính phủ Hoa Kỳ. Nếu như khi mà mình đã có thẻ xanh 2 năm mà mình muốn đi ra khỏi nước Mỹ thì mình có thêm cái travel document nữa thì rất là ok. Và mình apply đồng thời thì mình không có tốn thêm tiền phí, cho nên là các bạn đừng quên là nhắc luật sư của mình cái chuyện này nhé. Và work permit thì có thời hạn là 1 năm, cho nên là các anh chị và các bạn có thể dùng cái thẻ này để làm những cái việc tiếp theo như là đi thi bằng lái xe và đi làm việc chính thức. Thì trong khi mà mình chờ thẻ xanh á, thì mình dùng cái thẻ này. Đến khi mình có thẻ xanh 2 năm thì mình không có cần cái thẻ này nữa, work permit này nữa. Và chờ sẽ apply thẻ xanh 10 năm. Và trong cái thời gian có thẻ xanh 10 năm đó thì mình chuẩn bị mình thi quốc tịch là kể như là thành công dân Mỹ rồi. Sau khi cung cấp tất cả những cái giấy tờ đó cho luật sư thì trong vòng 1 tháng sau đó thì họ đã có cái giấy thông báo hẹn Vân đến cái địa điểm mà lăn tay. Cái chuyện đó thì mình đương nhiên là mình phải đi đến tận nơi làm, vì luật sư không thể làm thay cho mình cái phần mà đi lăn tay đó. Sau đó thì luật sư hoàn toàn không yêu cầu mình bổ sung thêm bất cứ một cái giấy tờ gì nữa cho cái hồ sơ thẻ xanh 2 năm của mình. Cái video chia sẻ này đến đây là kết thúc. Kính chúc các anh chị, các bạn gặp may mắn. Khi mà Vân trải nghiệm xong một cái chuyện nào đó thì Vân mới chia sẻ với quý vị. Nhưng nếu như các anh chị, quý vị, các bạn có cái câu hỏi nào thì xin cứ comment ở bên dưới. Thì rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá để giúp cho cái cuộc di dân của chúng ta có nhiều cái thuận lợi hơn. Vì là chúng ta cũng đã mất quá nhiều thời gian cho cái việc sinh hoạt hàng ngày cũng như là kiếm sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.